Kính chào quý vị khán giả đang đến với Tâm điểm thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong tháng 8, khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục xấu đi, số ca nhiễm vượt qua mốc 150.000 rồi 200.000 ca, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung chiến lược điều trị mới với hai mũi nhọn và mô hình tháp 3 tầng cùng lúc điều trị cho người bệnh F0. Đó là tăng cường cách ly điều trị tại nhà tại khu cách ly phường, xã, quận, huyện ở tầng 1 và nâng công suất điều trị tại các bệnh viện tầng 2 và tầng 3. Chiến lược điều trị này đang tiếp tục được đẩy mạnh khi tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Bệnh nhân này đã nhiều ngày ở trong tình trạng rất nguy kịch, bị hôn mê, phải thở máy. Sau 5 ngày điều trị tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19, bệnh nhân đã dần cải thiện, được rút nội khí quản, thở mặt nạ và chuyển sang giai đoạn chăm sóc. Ngày cuối tháng 8, bệnh nhân được xuất viện. Em cảm ơn các bác sĩ ở đây rất là nhiều. Gọi là cho em cơ hội sống lần thứ hai đó. Trạng phù hợp với cái tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện Hồi sức COVID, đồng thời chúng tôi đánh giá là bệnh nhân an toàn, có thể an toàn cho đường di chuyển và tính đến chuyện cho bệnh nhân xuất viện. Dồn toàn lực cho việc cứu chữa các ca F0 nặng và nguy kịch, nâng công suất điều trị tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc tầng 2 và tầng 3 của mô hình tháp 3 tầng là sự chuyển hướng của thành phố Hồ Chí Minh cho chiến lược điều trị từ đầu tháng 8. Tiến tới trong giai đoạn hiện nay là chúng tôi giữ lại điều trị cả những bệnh nhân mức độ vừa và nặng. Hiện tại trong cái mô hình bệnh tật hay diễn tiến của bệnh thì hiện tại là cái tỷ lệ mà nhập viện trong mức độ nặng nó sẽ tăng lên. Tỷ lệ có thể là từ 5 có thể lên tới 7-8% là cái nhóm bệnh nặng. Các bệnh viện tăng cường tiếp nhận các trường hợp có bệnh lý nền hoặc cần thở oxy, sẵn sàng giường trống tiếp nhận các trường hợp mới. Thành phố cũng thành lập thêm các trung tâm hồi sức cấp cứu với sự chi viện nhân lực, vật tư, trang thiết bị y tế và công nghệ từ tuyến trung ương. Có những cái giải pháp để mà tạo sự kết nối liên tục giữa bên trong và bên ngoài. Đó là có thông qua có thể là bộ đàm, thứ nhất là bộ đàm để liên lạc bên trong và ngoài. Thứ hai là tất cả các giường bệnh đều có hệ thống camera để mà giám sát những cái theo dõi và giám sát những cái chỉ số sinh tồn của người bệnh. Cùng với việc tập trung điều trị ca nặng, thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng cường mũi nhọn thứ hai, cách ly điều trị F0 tại nhà, tại khu cách ly phường, xã, quận, huyện ở tầng 1. Mũi chiến lược này được đẩy mạnh từ giữa tháng 8, khi số ca nhiễm tại thành phố vượt qua 150.000 ca, trung bình mỗi ngày hơn 240 ca tử vong. Nếu chúng ta phát hiện ra F0 nhiều, thì cái việc đưa đến cái khu cách ly là rất khó khăn. Do vậy mà cái chỉ đạo cũng hết sức linh hoạt. Thứ nhất là có thể là liên phường, liên xã, hay là các khu trong một quận, một huyện để chúng ta đưa về, chúng ta cách ly, phải cho cách ly theo dõi tại nhà. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có trên 91.000 F0 đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà. Cuộc tổng rà soát, xét nghiệm để bóc tách triệt để F0 ra khỏi cộng đồng, đi cùng với hai mũi chiến lược điều trị, vừa giúp phát hiện sớm ca bệnh, vừa giúp giảm tải cho các bệnh viện, giúp công tác điều trị tập trung đúng hướng và đạt hiệu quả. Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận khoảng 24.000 F0 cách ly tại nhà đã khỏi bệnh, hiện vẫn được theo dõi tư vấn bởi các trạm y tế lưu động. Thành phố cũng đã cấp trên 70.000 túi thuốc hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Tiếp sau đây sẽ là những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh và công tác chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 và huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch bệnh khi đã thành công bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, hạn chế số ca mắc mới và có tỷ lệ bao phủ vaccine cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chúc mừng người dân địa phương về thành tích này. Để tiếp tục, hai địa phương này đề nghị thành phố phân bổ thêm nguồn vaccine, phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 đạt 100% người trên 18 tuổi. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng 8 đến nay, thành phố đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho trên 6.700 shipper tại các trạm y tế lưu động với mẫu gộp 3 cho các shipper mỗi sáng. Qua đó đã phát hiện 64 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện thành phố có khoảng trên 10.000 shipper đang hoạt động. Thực hiện chống dịch theo phương châm không bỏ ai ở lại phía sau, Công an thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã rà soát và đưa về khu tập trung gần 1.300 người lang thang cơ nhỡ sinh sống tại các nơi công cộng gầm cầu, vỉa hè để chăm sóc, tránh dịch và tiêm vaccine ngừa COVID-19. Từ sau ngày 31 tháng 8, shipper được cho phép hoạt động trở lại tại các quận, huyện vùng đỏ. Số lượng đơn hàng đi chợ hộ ở thành phố Hồ Chí Minh được giao thành công đạt từ 90-100%. Riêng trong ngày 2 tháng 9 không còn đơn hàng nào tồn động. Trong 3 ngày qua, các shipper đã thực hiện trên 500.000 đơn hàng đi chợ hộ. Triệu 100.000 là số liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ cho thành phố Hồ Chí Minh tính đến ngày 2 tháng 9, bao gồm cả 4 loại AstraZeneca, Pfizer, Moderna và Verocell, chiếm trên 32% tổng số vaccine được phân bổ trên cả nước.
Theo đó, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được cho trên 6.200.000 người trên 18 tuổi, trong đó có trên 350.000 người đã tiêm mũi 2. Đến đây thì tâm điểm Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình Thông tấn. Năm học mới đã cận kề trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp tại nhiều địa phương. Cùng với nhiệm vụ chống dịch, các tỉnh thành cũng đã chuẩn bị các phương án tổ chức khai giảng và dạy học trực tuyến nhằm khắc phục những khó khăn do dịch bệnh. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tâm điểm miền Trung Tây Nguyên qua phần trình bày của biên tập viên Xuân Quý. Kính thưa quý vị, năm học 2021-2022 sắp bắt đầu với rất nhiều khó khăn khi dịch COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng rất nặng nề ở nhiều tỉnh thành, khu vực miền Trung Tây Nguyên. Nhiều trường học đã trở thành cơ sở cách ly, điểm lấy mẫu xét nghiệm. Tổ chức dạy và học làm sao để đảm bảo chất lượng và an toàn phòng dịch trở thành ưu tiên hàng đầu trong những nhiệm vụ chuẩn bị cho năm học mới. Tỉnh Phú Yên sẽ tổ chức khai giảng năm học mới đúng ngày 5 tháng 9 qua truyền hình trực tiếp. Địa phương cũng đang khẩn trương thiết lập các khu cách ly mới để bàn giao lại cho ngành giáo dục 28 trường học được trưng dụng phục vụ công tác chống dịch. Tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học tại một điểm trường trên sóng truyền hình. Nhưng các trường sẽ tổ chức dạy học từ ngày 13 tháng 9, hình thức trực tuyến hay tập trung tùy tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Trong khi đó, học sinh tỉnh Khánh Hòa, lịch tựu trường sẽ diễn ra vào ngày 10 và khai giảng ngày 13 tháng 9. Địa phương đã xây dựng nhiều kịch bản cho từng cấp học, từng địa phương phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Kon Tum có gần 650 học sinh đang kẹt lại ở các tỉnh thành khác chưa thể về do dịch bệnh và tỉnh đã liên hệ để tổ chức tiếp nhận các em trở về tiếp tục học tập. Đối với hơn 100 học sinh ngoại tỉnh mắc kẹt tại Kon Tum, tỉnh cũng đã có phương án tiếp nhận và dạy học trực tuyến. Vâng, riêng tại Đà Nẵng, thành phố cũng đã quyết trích ngân sách 87,5 tỷ đồng để hỗ trợ miễn 100% học phí năm học cho toàn bộ học sinh từ mầm non đến trung học, không phân biệt trường công hay trường tư. Dù việc mua sắm sách vở, thiết bị, đồ dùng học tập khá khó khăn trong thời gian thực hiện ai ở đâu thì ở đó, nhưng địa phương cũng đã có các phương án chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu năm học mới đúng ngày 5 tháng 9. Năm nay là năm thứ hai Đà Nẵng sẽ tổ chức khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến. Dự kiến, sau chương trình Đà Nẵng chào năm học mới được phát vào lúc 7 giờ sáng ngày 5 tháng 9 trên kênh truyền hình địa phương, thì các trường sẽ tự tổ chức lễ khai giảng của riêng mình để học sinh làm quen với trường lớp, thầy cô. Đến thời điểm này, các trường đã cơ bản hoàn thiện các công đoạn hậu kỳ cho lễ khai giảng. Vấn đề liên quan đến học sinh để chuẩn bị cho cái việc dạy học tương đối là đã ổn định. Và qua báo cáo của giáo viên chủ nhiệm thì đến nay nhà trường đã tổng hợp được có trên 98-99% học sinh có đầy đủ trang thiết bị để thực hiện dạy và học online. Để chuẩn bị chu đáo cho công tác giảng dạy trực tuyến, các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai liên hệ với phụ huynh, học sinh từ cuối tháng 8 nhằm giúp cho học sinh làm quen với phương thức học này, đặc biệt là các em học sinh đầu cấp. Đến thời điểm bây giờ giữa nhà trường và cô giáo liên hệ để mà liên kết với nhau để cho tìm hiểu thêm về sức học của cháu rồi những cái mà khúc mắc của gia đình về cái chương trình mới của cháu kìa, nên là đến nay cũng đã thấy ổn định và cũng yên tâm hơn nhiều. Năm nay chỉ có khác là cô giáo chủ nhiệm nên là cô cũng đã làm quen với lớp rồi, lại chương trình cũng đã làm quen sơ nên là cũng không có gì gọi là khó. Theo kế hoạch, trong 2 tuần học trực tuyến đầu tiên, học sinh chủ yếu ôn tập, củng cố kiến thức cũ và làm quen với các môn học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã cung cấp các bản mềm sách giáo khoa đến từng trường và cũng có kế hoạch đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm dụng cụ học tập, sách giáo khoa khi học sinh đến trường trở lại. Kể từ ngày 20 tháng 9 trở đi, nếu như cái tình hình mà vẫn còn tiếp tục và dạy trực tuyến, thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có cái báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xin cái chủ trương là các cái công ty sách, cửa hàng sách sẽ mở cửa, tạo điều kiện hoạt động để cho phụ huynh học sinh để đặt mua. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều cơ sở trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đang được sử dụng để làm khu cách ly tập trung, địa điểm phục vụ chống dịch COVID-19. Đà Nẵng cũng đang thực hiện biện pháp chống dịch ai ở đâu thì ở đó, nên phương án dạy học trực tuyến trong 2 tuần đầu tiên của năm học mới này được xem là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Và theo kế hoạch, đến trước ngày 6 tháng 9, sẽ có ít nhất 95% giáo viên của thành phố được tiêm một mũi vaccine ngừa COVID-19.
Thưa quý vị, dù còn nhiều khó khăn, nhưng các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên đang nỗ lực thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn trường học, chủ động thích ứng với điều kiện dạy và học trong tình hình dịch bệnh vốn đang còn diễn biến rất phức tạp.